Câu trả lời của Phương Nguyên dành cho anh Thái Hòa. Là không đồng ý. Thật đáng tiếc. Em rất là xin lỗi anh vì em không chọn. Nhưng mà thật sự là anh là một người rất là sâu sắc. Và em thích những con người sâu sắc như thế. Nhưng mà trong tim em hiện tại thì anh chỉ là một người anh trai cả. Và có thể là giúp đỡ em trong công việc, hay là chúng ta chia có thể vâng, chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là có thể là giao lưu bạn bè chẳng hạn. Vâng, em rất xin lỗi anh. Bây giờ sẽ là phần của Thanh Sang. Câu trả lời của Phương Nguyên dành cho Thanh Sang là trời ơi, không những Sang đau mà tôi cũng thốt nữa. Cho em nói được không ạ? Em cảm thấy rất là có lỗi đấy ạ. Ừ, thấy ù tai hết rồi nè. Thật sự là bạn này rất hợp em. Bạn ấy hiểu được cảm nghĩ của em đang nghĩ gì. Và bạn ấy biết sở thích của em đang là gì. Và hai người rất hợp nhau, nhưng mà... Tại sao? Mình có thể... Hợp mà mình không đến được hai em? Chắc là ba chàng trai kia làm em hứng thú quá. Một là chọn của anh Sơn, hai là trao cơ hội tiếp tục cho hai chàng còn lại. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Câu trả lời đã được gửi đi. Và kết quả cuối cùng là không. Em rất có thiện cảm với anh ấy. Nhưng mà thì để chơi thôi sao? Để vui thôi. Để vui chơi. Em các nghĩ bạn là anh có thể làm anh trai mưa của em được. Em chót vô tình thương anh như là anh trai. Trời ơi, sao bà lại bà hẹn người ta giữ xe? Gửi xe rồi em, mưa. Anh trai mưa. Trời ơi, còn anh kia kết bạn Facebook có gì chia sẻ kinh nghiệm với em. Trời ơi, sao nhiều anh trai, nhiều brother quá vậy. Chị nào mới kiếm được husband và boyfriend đi hỏi. Câu trả lời cuối cùng là có ai dịnh con tim tôi lại không vậy? Trời ơi, em nói thiệt, cái cảm xúc bây giờ của em là mắt em mờ, tay em ù và đầu em choáng váng. What happened? Chuyện gì đã xảy ra? Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp là 4 cái vệ tinh của tôi, 4 ngôi sao của tôi bắn rụng hết, rụng cánh hết. Chúc mừng Hoàng Nam đã bước vào vòng trong với cơ hội rất nghiễm nhiên của mình. Nữ chính chúng ta là bạn Phương Nguyên sẽ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để có thể vượt qua các thử thách về tình yêu, bởi chủ đề đưa ra rất hóc búa. Chờ đón xem phần tương tác của bạn ấy với Hoàng Nam là người không phải là... Anh ơi, em có thể nói một chút được không ạ? Em nói gì? Thật sự thì 5 người mở ra ấy, em chỉ ấn tượng với bạn số 1 thôi ạ. Không hiểu sao con tim em luôn nhìn về bạn số 1 luôn anh ạ. Vậy sao lúc đầu số 1 lật ha, em không chọn anh ấy luôn? Thật ra thì em có nhiều lý do của mình, nhưng mà... Lý do nào ngoài lý do là bằng tuổi thôi rồi. Ám ảnh bởi chuyện tình cảm ngày xưa của một người đàn ông bằng tuổi khác. Nhưng mà đàn ông trên thế giới này đâu phải ai cũng giống như ai. Nhưng mà thật sự thì em chỉ thích bạn số 1 thôi, không hiểu sao luôn. Thì tại sao không chọn cái số 1 cái từ đâu? Tại vì... Em nghĩ là bạn này có đồng cảm với em. Bạn ấy nói những câu mà các chàng trai khác không nói được. Là câu gì? Em hỏi về bạn ấy tương lai, bạn ấy bảo là bạn ấy sẽ lo được tương lai cho em. Mình không muốn cả hai sau này phải chật vật chuyện tiền bạc và tài chính này kia. Mình vẫn cố gắng để mà cả hai có thể cùng nhau shopping và không lo về giá. Nhưng mà các chàng trai khác thì không nói được câu đấy. Nhưng mà anh và Tuyền Mập đã cố gắng làm sao để có thể chia sẻ rõ về luật chơi cho em nắm. Em không thể nào quay đầu là bờ hay là gọi quay về quá khứ. Và lúc hay nãy chúng là em cũng đã chia sẻ là hiện tại thì về kinh tế em thừa sức để lo cho mình anh ạ. Mà có dư giả chưa nè, quan trọng là dư giả nha. Thật ra dư giả thì em không có, nhưng mà bố mẹ em rất thương em và chiều em rất nhiều. Về kinh tế thì em chưa bao giờ phải suy nghĩ về điều đấy. Và em đến chương trình này để tìm một chàng trai hiểu em, chứ không phải là tìm kiếm được như điều vật chất đúng không nào? Chứ bây giờ em lại nói là chàng trai này nói là bao nhiêu thứ là lo cho em, lo lắng cho em giờ. Trời ơi, mà hồi nãy chúng tôi đã cho em một cơ hội mà em cũng không quyết định được. Thật ra thì em đã có ngập ngừng, có nghĩa là em đã suy nghĩ rất là nhiều để chọn
không hiểu sao lại lại không chọn anh. Bây giờ đó anh thấy quà đó, anh lo cho em đến răng long đậu bạc luôn á, có khi anh dường hết gia tài cho em luôn á, ra không gật đầu cái rụp như thế nào luôn đi. Tự nhiên giờ trời ơi không nói lên lời. Giờ sao ý con sao? Em muốn chọn lại anh số 1. Fear, fear, fear. Hèn. Luật là luật. Đúng. Yêu cũng phải có luật. Đúng. Yêu phải có tự trọng chứ. Đá người ta cho đã. Đưa người ta cái cưa chuẩn bị cưa luôn cái sừng, tự nhiên rút cái cưa lại. Em nghĩ đấy cũng là một thử thách mà anh. Đầu tiên chúng tôi phải tôn trọng ý kiến của rất nhiều bên. Đúng. Dù sao đây là ý kiến của bạn, mặc dù nó không có bị lập trường cho lắm. Nhưng tôi sẽ hỏi cảm giác của anh số 1. Anh ơi, em muốn quay lại với anh, có được không anh? Mình rất là khó nói. Hoàng Nam mới là người thực sự quan trọng ngay giây phút này. Mới là chùm cuối đây nè. Đúng, Hoàng Nam đang ở kẹo trên đấy mà. Mọi người đang rất có lỗi với Hoàng Nam. Lỗi đầu tiên thuộc về hai MC, chúng tôi không thể kiểm soát được cái tình huống này. Lỗi tiếp theo khi những tín hiệu tình yêu của Phương Uyên đã có sự thay đổi. Và lỗi của anh chàng kia, lỗi của ngôi sao tình yêu đã không đưa ra được những quyết định cuối cùng một cách cụ thể nhất. Lỗi của anh kia, tại sao lại bằng tuổi làm chi? Lớn tuổi hơn là được chọn rồi. Anh đâu có chọn được cha mẹ đẻ giờ nào. Hoàng Nam, mọi quyết định đang thuộc về bạn luôn. Bạn cảm giác như thế nào khi bỗng dưng người mình đang muốn chinh phục bây giờ lại muốn thay đổi quyết định, hủy hôn ngày phút cuối? Thật ra thì em cũng có thể hiểu được. Thật sự là không phải là em không chọn anh mà em chỉ nghe theo con tim em thôi. Bây giờ cũng cảm xúc, em có linh cảm bây giờ em. Nhưng mà sau tất cả thì em vẫn chọn con tim còn gì. Em nói em xem. Thật sự là rất xin lỗi anh. Em nói xem Hoàng Nam của tôi thua cái gì. Nè MC đứng bên cạnh nè. Thấy à, MC Đức Tiến. Không có cửa so với này luôn á. Anh còn thấp hơn anh ấy cơ. Là bây giờ em không thể nào chia sẻ so sánh được về bề ngoài đúng không? Về công việc và độ tuổi luôn. Bây giờ em chỉ dựa vào cảm xúc của em thôi. Wow. Cảm xúc tới trễ dữ trời. Chắc để nó bận gửi xe đó anh. Cô ấy vừa nói lời xin lỗi với Hoàng Nam đó. Bạn có quyền đưa ra ý kiến của mình. Em chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy ạ. Và em hy vọng là nếu mà cô ấy chắc chắn với cả lựa chọn của mình, cô ấy không lựa chọn em thì cô ấy có thể lựa chọn theo trái tim của cô ấy. Đá người ta, xong rồi xin lỗi. Xin lỗi bên kia đến bên đây, rồi thay đổi quan điểm, giờ đối xử với người ta vậy đó. Có lỗi chưa? Thiệt nghiệp nặng quá đi. Còn chàng trai à, chàng trai thấy sao? Em thấy là nếu mà đối với một người con gái mà bạn ấy lựa chọn một người mà dựa theo tiêu chuẩn về ngoại hình chứ không phải dựa theo lý trí của con tim của bạn ấy ngay từ lúc đầu ấy, thì cho dù sau này bạn ấy có tiến đến được với bạn kia thì cũng chưa chắc đã đi được đến rất là lâu. Cái thứ hai đấy là em muốn nói với bạn ấy là cho dù là nếu bây giờ thì cảm xúc của em nó cũng đang lẫn lộn rồi, nếu như bạn ấy có đồng ý mà hẹn hò với em thì em cũng sẽ từ chối. Em có sự tự trọng của riêng. Dạ. Bạn đang cảm nhận rằng Phương Uyên đang thay đổi quyết định vì ngoại hình sao? Dạ đúng rồi ạ. Đó là nhận định của Hoàng Nam. Thông tin đúng chính xác hay không? Nhưng mà đó là cảm xúc của riêng em. Em thì đang cảm nhận vào những điểm chung của bạn với Thanh Sang ở vị trí số 1. Hoàng Nam cảm nhận rằng em đang quyết định thay đổi bởi cái yếu tố ngoại hình đang tác động ra khá nhiều khi em đã cố tình để lật mặt hết cả 5 vị trí khác nhau. Đến với chương trình Ngôi Sao Tình Yêu, luật thì vẫn là luật. Đúng. Để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên. Bạn là nhân vật chính ngày hôm nay. Em đẹp, em có quyền. Nhưng em không được phép gặp gỡ chàng trai số 1 nữa. Hãy đưa anh ấy về với bóng tối, về với quá khứ và về với những niềm tiếc nuối dành cho Phương Uyên. Và với ý kiến của Hoàng Nam, bạn còn muốn tiếp tục tìm hiểu và hẹn hò với Phương Uyên hay không? Em thật sự xin lỗi, em muốn từ chối ạ. Tất cả đã dừng lại và ngày hôm nay sẽ không có một cuộc hẹn hò nào diễn ra trên sân khấu này nữa. Và cuối cùng em chỉ nói với anh là em rất xin lỗi anh. Cảm ơn anh đến với chương trình và đến vì em. Mình cũng muốn nói một điều là đấy là mình rất là vui khi mà tham gia chương trình. Tuy nhiên là cũng rất là hơi tiếc là vì mình không chọn được một người phù hợp với mình. Mình cũng chúc bạn may mắn, mình nghĩ là bạn sẽ tìm được một người phù hợp với mình hơn. Rồi, cảm ơn anh nhiều ạ.